Câu 10 này. Kết hôn và xin việc làm là hai một cái evento lớn trong cuộc đời một con người. Yoi hai gusha, người phối ngẫu, tức là vợ hoặc chồng ấy. Chứ không định là không quy định là vợ hay là chồng, mà là vợ hoặc chồng, là người phối ngẫu với chúng ta. Hai gusha, một cái người vợ hoặc chồng tốt này. Jibun wo ikaseru shigoto ni tsuku, mình có thể có được một cái công việc mà giúp mình phát huy được bản thân á, chỉ vương ngồi ikaseru. Kore ga ima mo mukashi mo kofuku no. Đây là gì? Nidai jouken là đây là hai cái điều kiện lớn, hai cái điều kiện quan trọng để chúng ta có thể hạnh phúc. Thì các bạn thấy là đây là những điều tốt đúng không? Khi mà mình được trời ban cho những cái gì đấy tốt đẹp, những cái điều kiện tốt, thì đây là được trời ban cho một ông chồng, một bà vợ gọi là tốt. Thì đây các bạn sẽ dùng gì ạ? Thay vì cái động từ chia về dạng khẳng định là meguru thì bây giờ chuyển thành là megumare. Cái này chỉ là thuộc về cái dạng từ vựng thôi. Megumare. Này. Ví dụ câu số 1 thì làm sao được? Otozure là ghé thăm, ghé đến đúng không? Chữ phóng này. Ví dụ mùa xuân đã ghé đến, mùa xuân đã ghé thăm. Cái này không dùng cho người. Hoặc là sky được cũng vậy. Hoặc là những cái như là aogare. Aogu, đúng không? Aogu. Một hình ảnh ngước lên trời này, hai rất là tín ngưỡng tôn trọng, không phải, mà đây là được trời ban cho những cái đấy. Ni megumare. Kết hôn là hai sự việc. Thì có được hai cái này thì đây là hai cái điều kiện lớn để mình có được cái hạnh phúc, cái may mắn cho cuộc đời. Rồi tiếp, giống như kiểu như được trời ban cho đứa con ấy, hoặc là được có điều kiện tốt ấy, megumare. Câu số 11 ạ. Ano muzukashi shiken wo ukete mita tokoro saiwai. À, chúng ta có từ là kyudai, kyudai shita. Kyudai cũng là cách nói khác của cái trường hợp là gokaku, tức là thi đỗ nhá, thi đậu nhá, kyudai shita. Những cái từ vựng này á, thực ra là nó không phải là cái gì quá cao siêu mà bây giờ người ta không dùng đâu. Chỉ có điều là chúng ta chỉ học trong giáo trình tiếng Nhật dành cho người nước ngoài thôi á. Là chúng ta đang học những cái như là ôn luyện N hay là những cái đấy thì đều là những cái giáo trình tiếng Nhật dành cho người nước ngoài. Thì người ta sẽ gạn đục, người ta lọc những cái nó thông dụng nhất để cho chúng ta học. Còn những cái cụm từ như kiểu nông một như thế này thì các bạn sẽ gặp nó khi các bạn đọc sách thì nhiều này. Đọc sách, đọc báo, này, đọc bản tin, tức là những cái cấp độ nó khó hơn mà người Nhật người ta dùng thực tế. Thậm chí cũng chẳng cần như thế mà các bạn chỉ cần đọc những cái comment của người Nhật. Ví dụ các bạn vào cái kênh News của Nhật và các bạn kéo xuống dưới, các bạn đọc cái comment thì có khi các bạn cũng sẽ gặp những cái kiểu từ như vậy. Có bao giờ mà các bạn đã ví dụ như xem một cái bản tin xong kéo xuống dưới đọc cái comment chưa? Cũng có rất nhiều từ mà chúng ta sẽ gặp đấy. Những cái đấy là những cái cách mà gọi là nó học thực tế và nó gần gũi nhất có thể. Cái câu này của chúng ta nhé, là cái kết quả đây là mình thi đỗ đúng không? Sau khi mà mình thử đăng ký tham gia một cái cuộc thi rất là khó đấy, thì thật may mắn, chúng ta có từ sai vai đúng không? Sai vai đây là may mắn rồi, may mắn là mình thi đỗ. Ni shite bakkari wa omotte wa nimomaste. Nimomaste. Cái maste đấy thì thực ra cái động từ của chúng ta, các bạn còn nhớ những cái câu như là masu masu, ngày càng không? Masu masu. Thì chúng ta có này, fueru là một tự động từ với nghĩa là tăng này, làm cho tăng là fuyasu này. Rồi chúng ta cũng có một từ nữa là masu, thì cũng là tự động từ với nghĩa là tăng. Tuy nhiên nó khác như thế nào với fueru? Fueru là tăng về những cái con số mà chúng ta đếm được, ví dụ như là jinko ga fueru, dân số tăng. Còn masu là tăng về những cái gọi là chúng ta không đếm được, ví dụ như là ngày càng lo lắng hơn, chúng ta sẽ dịch là ngày càng shinpai ga masu. Thế nên từ đấy người ta có nói, có dùng với cái từ là masu masu, ngày càng là như vậy. Đó. Thì cái nimomaste cũng vậy. Nimomaste thì kiểu như là hơn thế nữa, càng cái gì đó đúng không? Cái mức độ nó hơn thế nữa. Thế đây có phải là so sánh cái mức độ không? Mà chỉ là cái kết quả sau khi mà tôi thi, thì cái kết quả là may mắn là tôi thi đỗ, chứ không có hơn gì cả. Nên là cái số 4 là không có đúng. Omotte bằng cái gì đó không phải. Ở đây phương án của chúng ta là câu số 1. Cái niste là một cái mẫu mà thực ra cái mẫu này khá là khó. Khó là bởi vì nó dùng trong quá nhiều trường hợp. Một đó là nó có thể đi với những cái dấu mốc về thời gian để chỉ vào cái thời điểm nào đó. Ví dụ như là
Cái câu này là Kimura-san lên cái chức giám đốc vào năm anh ta 18 tuổi. Thì người ta để là 18 niste. 18 niste. Tức là cái niste nó sẽ đi với những cái ví dụ như là cái giai đoạn này, điều kiện này, về thời gian này, lập trường này, tuổi tác này, số lần này, người ta sẽ đi về niste. Hai nữa là nó có thể đi với cái tachiba, tức là cái lập trường mình đứng trên cái gì đó. Thì nếu mà đi với cái trường hợp lập trường ấy thì nó hay gì với nghĩa là mặc dù A nhưng mà vẫn gì đó. Ví dụ như là đây là một cái môn đai mà dù là Sato Sensei nhưng mà vẫn cảm thấy rất là phân vân, không biết là nên trả lời như thế nào. Thế nên là học sinh sai là một cái chuyện đương nhiên. Đó, thì lúc này nghĩa là lại khác. Nhớ nhé, nó có thể đi với này những cái giai đoạn này, thời gian này, tuổi tác này, số lần này, để chỉ cái mốc. Ví dụ mốc 18 tuổi là lên chức giám đốc. Nhưng nó cũng có thể đi với cái tachiba để chỉ ở trên cái địa vị là người như thế nào đấy mà vẫn gì đó. Đó. Nhưng cái ngoài ra ấy, cái niste nó còn được dùng với một cái trường nghĩa nữa. Nhưng mà cái này thì thường nó là cái dụ cụm giống là kangyoku, tức là những cái cụm từ cố định rồi. Nó cụm từ cố định rồi nên chúng ta chỉ cần ghi nhớ nó thôi. Chứ nó không dùng với quá nhiều từ. Và đặc biệt là nó sẽ dùng với saiwai. Saiwai niste thì với nghĩa là may mắn là gì đó. Hoặc là ví dụ như là fuko niste, thật không may là. Ví dụ câu này nha. Anh ấy đã tiếp tục vẽ những cái bức tranh, tức là cả đời anh ta cứ liên tục tiếp tục vẽ những cái bức tranh rất là tuyệt vời. Nhưng mà một cái điều không may fuko niste là anh ta không được mọi người đánh giá cao trong lúc mà anh ta còn sống. Tức là chỉ khi chết mới được mọi người đánh giá cao thôi. Ikite iru aidan ni hyouka saredu koto wa nakatta. Thì các bạn cứ nhớ này, saiwai ni shite, fuko ni shite là hai cái, chỉ dùng với hai cái này thôi. Nó là cái kangyoku. Hoặc là cũng có khi người ta dùng với dạng này, ima ni shite omoeba. Đúng như kiểu như là, bây giờ thì tôi nhìn lại thì tôi mới thấy cái sự việc đó như thế nào đấy. Chẳng là mình đang ngồi bây giờ và mình nhớ lại cái sự việc gì đó trong quá khứ. Thì đây là cái cách dùng của ni shite. Ni shite được dùng rất rất nhiều với những cái cách như vậy. Saiwai ni shite. Câu số 12 ạ. Ikura warui koto o shita kara tte kodomo no atama o tataku to wa. Dù cho, dẫu cho là nó có làm cái chuyện sai trái thế nào đi chăng nữa. Ikura thì cái việc mà mình đập vào đầu trẻ con ấy, mình đánh vào đầu trẻ con ấy, kodomo no atama o tataku to wa. Ii ka dou ka kangaete inakatta kono kuni no hahaoya no kyoiku hohou da. それはいきなりで子供がかわいそうだは我が国では考えられないことだ。Thì các bạn thấy là cái karate cũng được dùng rất là nhiều nhá. Cho dẫu là như vậy đi chăng nữa, nhưng cái sự việc là như thế này thì không, đúng không? Thường thì sau cái karate thì người ta sẽ mang cái tính chất là phủ định là nhiều hơn. Phương án thứ tư, đúng không? Dẫu là nó có làm gì sai trái chăng nữa, nhưng mà đập vào đầu trẻ con thì cái chuyện đấy ở đất nước tôi là không thể nào suy nghĩ, không thể nào người ta nghĩ đến, tức là gì? Người ta không thể nào chấp nhận được cái chuyện đó. Khăng ngay ra đến đây của tôi đó. Câu số 13 nhé. Câu số 13 này. Kanezo wa shui no hihan o. Và phần đằng sau chúng ta có là tsuranuki toshita. Tsuranuki toshu là mình vẫn cứ khăng khăng theo một cái ý nào đó, đúng không? Chữ quán này mà. Quán trong từ nhất quán ấy, tức là trước sau như một ấy. Vậy thì phần này các bạn nhìn thấy ngữ pháp là gì ạ? Mono tomo seizu ni, đúng không? Mặc dù, mặc kệ, bất chấp gì đó, người ta vẫn cứ, đúng không? Thì ý ở đây là mặc cho những người xung quanh người ta chỉ trích mà vẫn cứ theo cái ý niệm của mình, đúng không? 3, 1, 4, 2. Rồi, tiếp theo nha. Kawa no mizu ga. Lần sau có là Mada kawa zoi ni atarashi kojo tatete iru. Người ta vẫn xây dựng những cái nhà máy mới dọc bờ sông. Osen sare seifu wa ni itatte mo wa nomenaku naru. Bây giờ cái này thì thực ra thì nó cũng là cái từ vựng thôi. Chúng ta có cái động từ là itaru là đến, đúng không? Đến một cái dấu mốc, một cái gì đó. Đạt đến, hoặc đến mà, đúng không? Ví dụ như là genjai ni itaru, đến hiện tại này. Thì bây giờ người ta chuyển cái itaru thành là itatemo, ngay cả khi đến cái mức như vậy rồi, đúng không? Ngay cả khi đến mức như vậy. Vậy thì ý ở đây là ngay cả khi đến cái mức là nước của dòng sông này nó đã ô nhiễm, không thể nào uống nổi rồi, nhưng mà người ta vẫn cứ xây dựng nhà máy. Thì chỗ này chúng ta sẽ xếp là 1, 4, 3, 2. Ok, chính xác nhé.
1432. Câu số 15 ạ. Cái này là ngữ pháp của N2 này. Kawakiri toshite. Nhớ không ạ? Kawakiri toshite. Tokyo Dome. Một cái nơi mà tổ chức chuyên là những cái gọi là những cái triển lãm lớn đúng không? Tokyo Dome thường là ví dụ như là những cái hội về IT hay được tổ chức ở IT Outsource hay tổ chức ở Tokyo Dome lớn kinh khủng luôn. Cái đuôi câu này là koto ni natte ru thì dùng để chỉ những cái schedule những cái mà đã lên lịch trình rồi. Cái kawakiri nó sẽ dùng với gì ạ? Xuất phát từ một cái sự việc, ví dụ như là thường hay dùng cho những cái chương trình biểu diễn này, công diễn này. Ví dụ như là Mỹ Tâm làm một cái live show ở Hà Nội và sau đấy thì làm tiếp những cái live show khác tương tự như thế ở khắp Việt Nam. Đó. Thì người ta sẽ dùng một cái mẫu là kawakiri này. Bắt ngờ, bắt nguồn, bắt đầu từ cái live show đấy và sau đấy tiếp tục. Nhưng mà vẫn phải là trong cái trạng thái đấy nha, trong cái sự việc đó. Thì chỗ này sẽ là, đúng rồi, 4312 đúng không? Bắt đầu được tổ chức ở Tokyo Dome. Một cái concerto được tổ chức ở Tokyo Dome. 4312. Và sau đấy thì triển khai mở rộng Tenkai Sareru ra quy mô cả nước. 4312. Câu số 16 ạ. Hoka no kamoku nara jichin wa motteru ga. Nếu mà là những cái môn khác thì tôi có tự tin. Thế nhưng mà các bạn có oyoba này. Oyobu là cái chữ cập đúng không? Thì đầu tiên thì nó sẽ dùng để chỉ nghĩa là cái mức độ lan rộng của ảnh hưởng á. Ảnh hưởng nó lan ra đến phạm vi nào đúng không? Gogaku kanojo ni wa nioite wa totemo. Nếu mà là cái môn khác thì còn tự tin, chứ riêng về cái môn về gogaku ngôn ngữ ấy thì không thể nào bằng được cô ta đúng không? Đấy, thì cái oyobu nó còn với một cách dùng nữa là cái danh từ này. Đi với danh từ chỉ người cộng với ni oyoba này, tức là mình không thể nào với tới được, mình không thể nào bằng được cái người đấy về cái năng lực đúng không? Cái này học rồi này. Đó. Thì kiểu gì cũng phải là kanojo ni wa oyoba này, cái cuối cùng phải là cái số 3 này. 2413 nhé. Ở đây này, luôn luôn sẽ là danh từ này cộng với ni và oyoba này. Chứ các bạn không chen cái totemo vào giữa. Tức là danh từ ni và totemo oyoba này là các bạn không chen được vào giữa. Totemo một là nó sẽ đứng trước cái phần tính từ. Hai là nó sẽ tách ra ngoài luôn và câu đấy chưa phải phủ định, chứ nó không chen vào giữa như thế này. Nên các bạn sẽ phải để ở đây là nói về cái ngôn ngữ này. Gogaku ni oite wa 24 này. Totemo kanojo ni wa oyoba nai. 2413 chứ không phải là 2431 đâu nhá. Ừ. Không thể nào với tới, không thể nào bằng được cô ta. Cái totemo nó sẽ không chen vào giữa đây mà nó sẽ để tách ra ngoài. Bởi vì là cái ni wa oyoba nai nó thành một cụm từ rồi, không thể tách ra giữa được. Rồi, câu cuối cùng ạ. Mainichi konna ni koe de itta Yamada-san wa kanawanai to brueru samukute wa. Thì cái chỗ này là phải nói với cái giọng run run đúng không? Nói với cái giọng run run. Run run là gì? Nếu mà ngày nào cũng lạnh thế này thì không thể nào chịu nổi. Kanawa này không thể nào chịu nổi. Ngày nào cậu ta cũng nói với cái giọng run run là gì? Ngày nào cũng lạnh thế này thì làm sao tôi chịu nổi. Samukute wa kanawanai. 4213 mới đúng nhỉ?